Chào các bác nhá, tôi tự giới thiệu, tôi là Lý Hưng Huynh, nhân viên tư vấn kỹ thuật thương mại công ty Hưng Fit vùng đồng bằng sông 2. Nay tôi đến cái trại nái này thì tôi gặp một con heo đó là đẻ khó các bác nhá. Đẻ khó, nó đẻ từ lúc 10 giờ. Hiện tại là 10 giờ 30. Nó chưa đẻ được. Cắt đi cho anh. Kệ anh, việc của anh kệ anh. Em phải cầm, lấy tay cầm cầm cái ấy đuôi xong cắt thì nó được. Tôi đang nói dở là hiện tại tôi đang gặp cái con heo đòi đẻ khó, đẻ từ 10 giờ hiện tại mới được có 30 phút rồi mà được có một con, mà hiện tượng không có cơn dặn. Vậy thì để xử lý như thế nào? Tôi sẽ tiến hành xử lý là các bước là mình sẽ không vội tiêm oxytocin ngay nhé các bác nhá. Thì mình sẽ xử lý là mình tạo cơn dặn cho nó bằng cách là mình sẽ kích thích cái bầu vú của nó, con heo mẹ. Mình sẽ xoa bầu vú này. Được nhá, xoa bầu vú này này. Để cho nó kích thích tạo cơn dặn tự nhiên, tiết oxytocin tự nhiên. Lau lại cái này cho anh. Lau lại nó bẩn, nó bị bẩn. Cho nó một ít bột rồi. Cho nó vào khỏi vào trong. Đây bột đây này, bột lăn. Đây các bạn, mình sẽ xoa khoảng 2-3 phút cái bầu vú, xong mình sẽ mở ra, mình kích thích ngược lên điểm, gọi là điểm G của con heo ấy. Mình rửa tay sạch bằng nước sát trùng, xong mình sẽ kích thích ngược lên. Đây kích thích ngược thì các bác, đây kích thích ngược lên, ngược lên cái xương khung của nó. Đây các bạn, đây kích thích như thế 2-3 lần xong rồi mình lại xoa tiếp. Đấy, lần sau mà nó ấy như vậy, nó không đẻ thì dặn như vậy, xong rồi kích thích ngược lên cái ấy này này, xương này để nó tạo cơn dặn nhé. Từ từ hãng tiêm kháng sinh, từ từ hãng tiêm thuốc nhé. Đấy, kích thích nó tạo cơn dặn, kệ nó, cho nó dặn. Đấy. Đây các bác thấy chưa, sau khi mình kích thích thì nó dặn. Mình sẽ chờ khoảng 45 phút sau các bác nhé, 4 đến 5 phút sau. Mà nó không ấy thì mình lại kích thích tiếp một đợt nữa. Đây là hiện tượng heo đẻ khó, nhưng mà không có cơn dặn thì không phải là nó bị tắc ở tử cung, mà là trường hợp là do con heo nó có thể nó yếu thì nó không có cơn dặn, hoặc là nó đẻ ít thì cái sức đạp ở trong nó ít, con mẹ nó tiết ít oxytocin thì nó sẽ không dặn mấy các bác ạ. Đây, sau khi tôi đợi 3 đến 5 phút rồi chưa thấy gì thì tôi sẽ tiến hành kiểm tra các bác nhé. Kiểm tra thăm heo. Để tiến hành, nếu mà không có heo ở ngoài cổ tử cung thì mình sẽ tiến hành là tiêm oxytocin để hỗ trợ. Các bạn, thăm heo thì ở đây tôi không có đồ thăm chuyên dụng, thì tôi dùng cái que phối này các bác nhé. Que phối này là que phối tiệt trùng, thì mình bôi gen vào cái đầu phối này mình thăm thôi. Cầm máy quay. Thank you.
Và sau khi mình thăm mà không có ở ngoài cổ tử cung thì mình sẽ tiến hành bổ sung thêm oxytocin các bác nhé, oxytocin tự nhiên. Đây các bạn, đây sau khi tôi chờ khoảng 10 phút. Đấy, tôi thăm không có heo ở cổ tử cung thì tôi bắt đầu là tôi tiến hành tiêm cái oxytocin. Rồi tôi tiêm hỗ trợ một mũi Catosan thì con heo bắt đầu đẻ rồi đây. Vừa đẻ xong. Em cho cả ấy ở dưới nữa em ơi, khô cả ở dưới bụng nữa. Bụng nó nữa. Cho cả mít chan ở dưới bụng nữa. Cho cả vào bụng cho nó khô nhanh. Đấy, thì sau khoảng 10 phút thì heo nó bắt đầu đẻ được một con rồi đây, vừa đẻ một con đây. Lại đang có cơm dặn tiếp rồi. Sắp đẻ tiếp rồi anh em này. Cái con heo nó dặn, nó thở, cảm giác nó thở mạnh, nó yếu. Nên tôi tiến hành, tôi tiêm bổ sung một mũi thuốc bổ. Rồi tôi tiêm 2C oxytocin nữa các bác nhá, nó đẻ rồi. Đó, nếu mà các bác gặp trường hợp như con heo của tôi nhá, tôi nói lại nhá. Heo đẻ từ lúc 10 giờ, thì đến 10 rưỡi tôi lên chuồng thì vẫn chưa thấy đẻ tiếp con thứ hai, mà con heo thì không có cơn dặn các bạn. Thì tôi tiến hành là tôi xoa vú, xoa bầu vú với lại kích thích lên cái xương khung, xương khâu đuôi để nó tạo cơn dặn tự nhiên, tiết oxytocin tự nhiên đấy. Nhưng mà sau khi tôi chờ khoảng, tôi làm đi làm lại tôi chờ khoảng 5-10 phút thì không thấy đẻ. Thì tôi bắt đầu tôi quyết định là tôi dùng cái que phối để thăm heo. Sau khi thăm tôi không có heo ở cổ tử cung thì tôi mới quyết định là tiêm oxytocin các bác nhé. Nếu mà trường hợp mà thăm có heo ở cổ tử cung thì mình sẽ tiến hành là mình can thiệp bằng cách là móc heo ra. Nhưng mà tôi thăm không có heo ở cổ tử cung thì tôi bắt đầu tôi tiến hành tiêm oxytocin và tôi tiêm một mũi thuốc bổ Catosan. Sau khi ngồi đợi khoảng 5 đến 10 phút sau thì tôi heo đẻ rồi. Vậy là nó sẽ bình thường các bác ạ. Rồi cảm ơn các bác đã xem video của tôi nhé. Chúc các bác chăn nuôi thành công và các bác hãy nhớ ủng hộ người làm kênh Heo Việt bằng cách là like, subscribe, rồi share cái video của tôi nhé. Chào tạm biệt các bác.